Tủ bếp trên gỗ công nghiệp 2,6 triệu trên mét dài, tủ dưới 2,5 triệu trên mét dài. Đồ gỗ Bình Minh.com sản xuất tủ bếp gia đình, tủ bếp MFC, tủ bếp HDF, tủ bếp An Cường, tủ bếp Acrylic, tủ bếp cánh kính, tủ bếp gỗ sồi, tủ bếp gỗ ốc chó, tủ bếp nhựa siêu chống nước, tủ bếp giả đá, giả bê tông, giả vải. Thi công sản xuất bằng công nghệ CNC độ nét cao, chiết khấu ngay 15% khi mua phụ kiện tủ bếp. Đồ gỗ Bình Minh.com không qua trung gian, không phí showroom trưng bày, giá xưởng trực tiếp. Đồ gỗ Bình Minh.com thiết kế nội thất đẹp như nội y. Los Angeles Auto Show 2021, VinFast bước ra thế giới từ đại bản doanh của Tesla. Triển lãm ô tô hàng đầu thế giới Los Angeles Auto Show 2021 diễn ra từ ngày 19 đến 28 tháng 11 năm 2021. Có thể sẽ chứng kiến một ngôi sao mới xuất hiện trên thị trường xe điện thế giới, giống như cách VinFast đã từng tỏa sáng tại Paris Motor Show năm 2018. VinFast, thương hiệu ô tô made in Việt Nam, chuẩn bị đưa hai mẫu xe điện VF E35 và VF E36 tham dự Los Angeles Auto Show 2021. Đây là lần đầu tiên các mẫu ô tô điện thông minh của Việt Nam có cơ hội trình diễn trước công chúng. Sự kiện này cũng ghi dấu mốc lớn trong lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khi VinFast chính thức công bố thương hiệu xe điện và bước ra sân chơi toàn cầu. Khát vọng, quyết tâm của VinFast là điều không phải nghi ngờ. Tuy nhiên, vì sao hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại chọn Los Angeles Auto Show 2021 để làm bệ phóng trên hành trình tiến ra thế giới? Los Angeles Auto Show, sân diễn của những thương hiệu xe hàng đầu. Los Angeles Auto Show là triển lãm ô tô thường niên được tổ chức tại trung tâm hội nghị Los Angeles vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Đây là một triển lãm toàn cầu được tổ chức quốc tế về các nhà sản xuất ô tô OICA phê chuẩn và được Hiệp hội Đại lý xe hơi mới Los Angeles chứng thực. Mở cửa tiếp đón công chúng 12 ngày mỗi năm, triển lãm mang tới cho những người yêu xe cơ hội chiêm ngưỡng những chiếc ô tô tối tân nhất của hàng loạt những thương hiệu toàn cầu. Với không gian trưng bày lên tới 71.000m², Los Angeles Auto Show là sân khấu mà mọi nhà sản xuất ô tô đều muốn phô diễn những gì tuyệt vời nhất của mình với thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1907 với 99 chiếc xe được trưng bày tại sân trượt băng Motley, tính đến nay, Los Angeles Auto Show đã trải qua hơn 100 năm lịch sử, đồng hành cùng quá trình phát triển cùng ngành công nghiệp ô tô thế giới trong hơn một thế kỷ qua. Địa điểm tổ chức triển lãm liên tục được thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các nhà sản xuất xe hơi. Sau quãng thời gian bị gián đoạn trong Thế chiến thứ hai, triển lãm được mở cửa trở lại vào năm 1952 với sự tham gia trưng bày của 152 chiếc xe đến từ các nhà sản xuất xe hơi toàn cầu. Chính nhờ bề dày truyền thống và sự hấp dẫn của triển lãm, rất nhiều hãng xe từng chọn Los Angeles Auto Show là nơi ra mắt những mẫu xe mới và quan trọng nhất của mình. Trong năm 2014, có tới 65 mẫu xe mới đã được các hãng công bố trong khuôn khổ sự kiện. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Los Angeles Auto Show đã không thể tổ chức. Do đó, sự kiện diễn ra ngày 19 đến 28 tháng 11 tới đây trở nên hấp dẫn và thu hút sự chú ý của cả ngành ô tô thế giới. Ngoài VinFast, nhiều hãng xe lớn đã được chờ đợi để mang đến màn trình diễn mãn nhãn nhất tại triển lãm năm nay. Show diễn của VinFast tại đại bản doanh của Tesla. Trung tuần tháng 10, việc thương hiệu ô tô điện thông minh VinFast thông báo tham dự Los Angeles Auto Show 2021 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế. VinFast cho biết hãng sẽ công bố thương hiệu xe điện toàn cầu và ra mắt hai mẫu ô tô điện VF E35 và VF E36 tại triển lãm. Đây được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ với hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mà còn với cả ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Mỹ chính là thị trường hấp dẫn nhất với mọi nhà sản xuất ô tô điện, cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất, đòi hỏi những chuẩn mực cao nhất. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã từng nhấn mạnh, xe điện sẽ là xu thế tất yếu, tuy nhiên thị trường toàn cầu luôn có nhu cầu với các loại xe điện chất lượng cao. Điều đó đồng nghĩa, dù cạnh tranh khốc liệt nhưng việc khẳng định được chất lượng vẫn mở ra cho VinFast cơ hội thành công, ngay cả khi phải đối đầu với các ông lớn trên chính sân nhà của họ. Hai mẫu xe điện được VinFast giới thiệu tại sự kiện lần này là VF E35 và VF E36 thuộc phân khúc SUV cỡ D và E, rất phù hợp với thị hiếu của Mỹ. Hai mẫu xe được tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADIS như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh. Ngoài ra, còn có các tính năng giải trí thông minh như điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ.
về đưa hai mẫu ô tô điện thông minh hàng đầu của mình đến với một trong những triển lãm lớn nhất trên thế giới, nơi được xem là sân nhà của hãng xe điện số 1 hiện nay. Tesla cho thấy sự tự tin và quyết tâm cao của VinFast. Mạnh dạn tham chiến tại thị trường khó bậc nhất trên thế giới cũng là lời minh chứng hùng hồn nhất cho năng lực cũng như những kỳ tích mà người Việt Nam có thể tạo ra, ngay cả trong những ngành mà từ trước đến nay Việt Nam vẫn bị cho là đi sau thế giới. Từ cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.